giám khảo Miss International Queen 2022. Xin được giới thiệu doanh nhân Hoàng Song Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thiên Ý Pharma, Việt Nam 2023. Chị Nguyễn Huỳnh Như, doanh nhân nhà hoạt động xã hội. Welcome Miss Yoshi Rinrada Turapa, Miss International 2017. Đẹp anh Thái Hoàng Sơn, CEO Viện Cẩm Mỹ Sư Dạm Thái Lan, viên tài trợ Bạch Kim LAQVN 2023. Giới thiệu doanh nhân Đoan Hậu, đại diện Jessica Jewelry, nhà tài trợ Vương Miện. Now let's welcome Miss Fuchsia and Ravenna, Miss International Queen 2022. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thu Trang, chủ tịch Tingo Group. Trang phục đẹp nhất trong một thân thái rạng ngời, và chắc chắn là họ đang chuẩn bị để làm việc cách công tâm. Song Hà, chị đang có những suy nghĩ như thế nào trước khi chúng ta bước vào những phần thi của các thí sinh? Cảm động người. Cuối cùng thì sau 3 tháng, hôm nay chúng ta đã có mặt tại đêm gala ngày hôm nay. Cảm xúc đầu tiên của tôi bây giờ đó là rất là nóng. Nóng không phải là nóng bức mà hội trường hôm nay quá cháy và quá nóng mọi người ạ. Vietnam people have lovely. Love you, Vietnam. And ยินดีต้อนรับอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะขอบคุณมากค่ะโยชิดินาราพวกเราก็ขอบคุณนะคะ Yes, thank you, Yoshi, so much. So, coming up, we have the Miss International Queen 2022, Miss Vietnam. Hi, everyone. How are you? Xin cảm ơn Fuchsia với chia sẻ tiên được tới Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Please continue. I'm sorry, I don't understand. But anyway, thank you so much, Madam Jennifer, for inviting me here in Vietnam. Of course, and Alisa, who invited me. Thank you and enjoy. Thank you very much, Ms. Fuchsia. Và cô ấy cũng gửi lời cảm ơn tới Phương Giang. Giang Entertainment khi đã có lời mời cũng như là giám đốc của Miss International Queen Thế Giới đã hỗ trợ để cô ấy có thể có mặt đây ngày hôm nay. Thank you. And in this really special moment, we just have the pressure for you. Yes. So Hans Tasten, and what is the criteria you're choosing for the winner tonight in Miss International Queen Vietnam? Yeah, I have the post-door interview and they look so gorgeous and I love them. I love their personality and I'm looking for someone who is not afraid to continue the cause of world equality. Since the main goal of Miss International Queen is world equality and I want to expand the horizon through tolerance of differences and of course appreciate diversity. Về những tiêu chí mà cô ấy tìm kiếm trong một thí sinh xuất sắc của Miss International Queen Việt Nam thì Miss Fuchsia đương nhiên đánh giá rất cao vẻ ngoài, sự tráng lệ đẹp và vô cùng xinh đẹp của các thí sinh, nhưng đồng thời cô ấy cũng mong muốn được nhìn thấy một cô gái sẵn sàng thể hiện tinh thần của mình và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp về sự bình đẳng giới, sự bình đẳng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống và xóa nhòa đi sự khác biệt, khoảng cách giữa con người với nhau. Và xin được cảm ơn chia sẻ của Miss Fuchsia. Thank you so much. Thank you. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các cố vấn và hy vọng rằng các quý vị cũng sẽ giúp chúng tôi đánh giá các thí sinh thật tốt tâm. Thì hiện tại thì đang rất là nóng bởi vì là đã có rất là nhiều các quý vị khán giả đến đây để cổ vũ cho thí sinh và cổ vũ cho các vị mentor. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đồng hành cùng MIQ Việt Nam năm 2023 thì đảm nhận một cái vai trò mới, đó chính là tham gia huấn luyện cho tất cả các thí sinh và giúp cho các thí sinh có thêm nhiều kỹ năng hơn để bước vào các tầng thử thách. Và ngày hôm nay chắc chắn là Thùy rất là mong muốn các bạn hãy sử dụng những bài học đó để đưa cái năng lượng đó đến với khán giả và thể hiện một cái màn trình diễn thật là xuất sắc. Cảm ơn mọi người. Thực sự thì lúc này Nam cũng có rất là nhiều cảm xúc.
Nói chung là mọi người cũng có thể thấy là Giang mặt rất là căng thẳng. Thực sự mỗi một lần mà thực để làm một cái chương trình dành cho người chuyển giới, thực sự nó không dễ dàng đâu mọi người ạ. Và để mà có được cái đêm ngày hôm nay thì có lẽ là một cái sự, Giang không biết nó có phải là một sự đánh đổi hay không, nhưng chắc nó sẽ là một cái điều gì đấy rất là cố gắng và nỗ lực của cá nhân Giang và rất là nhiều người nhau học hỏi và cùng nhau tiến lên. Thì bản thân Giang nghĩ rằng là có rất nhiều các cái cuộc thi sắc đẹp dành cho các người phụ nữ, nhưng mà thực sự thì chưa có một cái sân chơi nào thực sự dành cho những cái người chuyển giới tại Việt Nam. Cho nên là Giang thì chỉ có một mong muốn duy nhất là làm sao đấy có thể là trọn vẹn nhất có thể những cái gì mà mình làm được. Và nhìn các bạn cháy trên sân khấu như vậy thì Giang cảm thấy rằng là Giang hạnh phúc. Tại vì là càng ngày thì hình ảnh người chuyển giới của Việt Nam trong mắt tất cả mọi người trở nên xinh đẹp hơn, trở nên thật là văn minh hơn và được nhiều khán giả yêu thương và ủng hộ hơn. Thì đấy là cái tâm nguyện lớn nhất của mình. Và Giang mong muốn rằng là sau hôm nay thì mọi người sẽ yêu thương và thấy rằng là người chuyển giới tại Việt Nam chúng ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh và rất nhân văn nữa. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của Hồng Vương Giang. Vậy chúng ta hãy cùng nói về phần thi trang phục thể thao vừa rồi. Xin cảm ơn chia sẻ của Master Coach Hoàng Thùy. Tôi mỗi lần được gặp Hoàng Thùy thì Đức Bảo lại phải vừa ngước nhìn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thực sự là thế, không những là cao mà cái bản lĩnh và năng lượng của bạn tỏa ra thực sự khiến cho tất cả mọi người phải ngước nhìn. Xin được cảm ơn chia sẻ của Hoàng Thùy. Còn với các huấn luyện viên ạ, những người trực tiếp và đã có rất nhiều công sức để giúp cho các thí sinh vượt qua những khó khăn thử thách, thì thí sinh của đội huấn luyện viên nào sẽ đăng quang trong buổi tối ngày hôm nay ạ? Tôi thấy khoảng mỗi một huấn luyện viên nhận được 25% tiếng hò reo ở đây. Chắc chắn rồi, sẽ không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi cũng có được nghe những cảm xúc và suy nghĩ của các huấn luyện viên, những mentor đã sát cánh cùng với các thí sinh của mình từ đầu đến giờ. Không biết là thủ viên nghĩ sao trước thêm những màn trình diễn của các thí sinh chúng ta. Phải nói là sẽ trải qua gần như là 6 tháng, nửa năm đồng hành với tất cả các bạn thí sinh của MVP23. Và Tiên thực sự cảm thấy tự hào vì đã có thể trở thành một phần của chương trình và tạo nên một sự chơi bổ ích để các bạn có thể cùng nhau trang bị những kỹ năng, cùng nhau trưởng thành trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Và to all audiences coming here today, thank you for coming. And let's all cheer up for our candidates and to our contestants. Let's take a deep breath and enjoy your stage. Xin cảm ơn chia sẻ của Thùy Tiên. Và chắc chắn là bạn cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất để cho các thí sinh có thể thật bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Vâng, và kế bên Nhật Hà đây là huấn luyện viên Quỳnh Châu. Thì không biết là bạn có những cái sự gửi gắm gì đến tập thể các thí sinh của MIQ năm nay, và đặc biệt là với hai thí sinh của Thiên Mạng là Trần Quân và Đỗ Tây Hà ngay giây phút này không ạ? Đầu tiên thì Quỳnh Châu xin được chào tất cả quý ban giám khảo và quý nhà tài trợ cũng như là tất cả quý vị khán giả đã đang xem Miss International Queen Việt Nam 2023 ở đây và cũng như là thông qua màn hình. Thì thật sự là mọi người cho phải nói là không khí đây quá cháy luôn. Và cho còn nghe nói rằng là có một số bạn khán giả là cũng không thể vào được tại vì không có đủ chỗ nữa rồi, ở hội trường này chúng ta không chứa nổi nữa rồi. Thì cho thấy được cái sự quan tâm của mọi người dành cho Miss International Queen Việt Nam năm nay quá là lớn. Và cho thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc vì cho là một phần nhỏ bé trong chương trình. Và thật sự là tới giây phút này rồi thì cho có nói với Mai là hôm nay thì tại nãy ngồi có nghe Mai Ngô rồi Quỳnh Châu thấy giống hai đứa lúc đứng trong cái stand á cũng vậy đó, thành ra là hôm nay không phải đi thi, hôm nay cũng không thi gì nữa rồi, lúc này là mình chỉ như là một người khán giả đến đây để cổ vũ cho tất cả các bạn thí sinh thôi. Và hôm nay thì rất là vui, hôm nay đội của Châu không chỉ là hai người mà còn có thêm cả Nguyễn Vũ Hoàng Anh nữa. Thì thay mặt cho toàn bộ thành viên của Kim Can thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã vote để đưa Hà Anh quay lại cho chương trình ngày hôm nay. Và cho tin chắc rằng là Hà Anh cũng sẽ cháy hết sức mình với tất cả quý vị, và Trần Quân và Tây Hà cũng là tất cả các bạn thí sinh của Miss International Queen Việt Nam năm nay sẽ cháy hết mình vì cái sự cổ vũ quá nhiệt tình của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Xin được cảm ơn chia sẻ của huấn luyện viên Trương Quốc Phương Châu. Còn hiện nay Đức Bảo đang đứng cạnh một lady in red rất đẹp, rất quyến rũ, rất nóng bỏng, huấn luyện viên Quỳnh Hoa. Không biết là bạn sẽ có điều gì nhắn nhủ tới thí sinh của mình nói riêng cũng như là tất cả các thí sinh sẽ bước vào đêm gala ngày hôm nay. Chúc Quỳnh Hoa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị ban giám khảo, nhà đài châu và các tất cả quý vị khán giả đã ngồi tại trường quay cũng như là coi qua màn hình nhỏ. Với bản thân của Quỳnh Hoa thì ngày hôm nay thì Quỳnh Hoa đã cảm thấy rất là vui, tại vì Miss International Queen Việt Nam năm nay có rất là nhiều những thí sinh chất lượng, toàn là thực phẩm, và các bạn vừa trải qua một cuộc hành trình vô cùng tuyệt vời và để hãnh diện để chinh phục vương miện của Miss International Queen Việt Nam tới nay. Và các bạn thí sinh ơi, hãy đốt cháy sản diễn đêm nay. And the last one is Michael. Có thể không biết những cảm xúc của Quỳnh Mai ngay lúc này như thế nào ạ? Đối với Mai, Miss International Queen không chỉ là một hành trình tự hào cho các bạn thí sinh mà còn là hành trình tự hào cho Mai để Mai khẳng định được vị trí của Mai ở ngày nay là một vị trí mentor. Và ở đây thì ai cũng là lần đầu tiên là mentor hết, nhưng mà đối với Mai là cực kỳ khác lạ so với những các bạn khác. Mình có một cái chút gọi là không biên tập nào, nhưng mà thí sinh team mình vẫn là bảo toàn và có 4 thí sinh vào bán kết. Đó là cái niềm tự hào dành cho Mai. Tuy không thắng tập nào nhưng tới nay quyết thắng. Team Mango, let's go! Tôi chắc chắn là niềm vui sẽ được nhân tư. Và hy vọng là ngày hôm nay như đầu tiên Mango chúng ta sẽ có được những thành công như là bạn mong đợi nhé. Và một lần nữa Nhật Hà cũng như anh Đức Bảo sẽ được phép cảm ơn Master Coach Hoàng Thùy cùng với 4 huấn luyện viên của chúng ta đã rất là hết lòng hết sức với cuộc thi MIQ năm nay cũng như là toàn thể các bạn thí sinh ạ. Theo tất cả các lời yêu cầu của quý vị khán giả ở đây thì Master Coach tặng các bạn thí sinh một bài để